Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với trung tâm mua bán xe ô tô qua sử dụng Phát Ra. Hôm nay Tâm sẽ lên sóng cho các anh chị một mẫu xe 7 chỗ bền bỉ, lành tính và tiết kiệm nhiên liệu và là hàng nhập khẩu các anh chị. Mitsubishi Xpander phiên bản Premium đời 2022 nha. Xe này thì anh chủ vừa đi du lịch vừa kết hợp chạy thêm kinh doanh nên hiện tại xe sẽ mang biển vàng anh chị. Xe thì Tâm sẽ quay chắc mộc chắc xe luôn, xe chưa dọn về gì hết nha. Ở cái form mới này sẽ trang bị cho mình đèn led định vị các anh chị, có là led định vị ban ngày, đèn led chữ T luôn anh chị. Xe qua sử dụng là có những xước sát này thôi, bên Tâm sẽ hỗ trợ đánh bass và giảm tút là cho anh chị nha. Cạn rất là đẹp các anh chị, xích thịt à. Đây dàn vỏ lốp zin theo xe đi 39.000 km, chuẩn ô đô các anh chị. Đét vỏ tuần thứ 24/2022 này, mâm 17 nha. Mâm thì có hơi xước nhẹ các anh chị. Này thì những cái chi tiết đó thì bên Tâm sẽ làm lại hết cho anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 9/2025. Ở phiên bản Premium cũng là một phiên bản cao rồi nên xe sẽ trang bị cho mình sẵn là nội thất ghế da màu đen, có màn hình giải trí, có phanh tay điện tử, có auto hold đầy đủ các anh chị. Lát Tâm sẽ quay chi tiết cho anh chị xem và anh chị coi này, cái phần da có phần copy các anh chị, nhìn rất là đẹp luôn. Keo chỉ cửa đâu, cam kết cho anh chị là nguyên bản nguyên zin nha, xe chưa bị cắn đụng hay đâm đụng ngập nước đâu các anh chị. Cam kết cho anh chị bằng văn bản rõ ràng hẳn hoi luôn. Bốn vỏ zin theo xe. Đây, xe qua sử dụng thì có những cái xước sát đó là bình thường các anh chị, tại vì một chiếc xe mà đi đã 2 năm rồi thì không thể nào tránh khỏi xước sát nha. Phía sau xe đã trang bị cho mình là cam đã lùi, cảm biến lùi đầy đủ trên xe rồi. Cho anh chị xem cái gầm nè. Xe này thì biển Thành phố Hồ Chí Minh, anh chị sẽ không lo bị ngập nước đâu. Đó. Phân khúc 7 chỗ các anh chị, phần cốp cũng tương đối thôi, phần nỉ nè có hơi xù nhẹ các anh chị. Đây, ba học đổi đồ có thảm tấp lô đầy đủ nha. Phần ghế bên hàng ghế thứ ba này còn khá là đẹp các anh chị. Xe này thì được nhập khẩu tại Indo với mức thao nhiên liệu tầm 6 đến 7 lít trên 100 km thôi. Hoàng ghế thứ hai của Xpander thì được đánh giá ngồi khá là rộng rãi các anh chị, có thảm tấp bi đầy đủ nha, cổng sạc điện USB đầy đủ hết rồi. Đây và Tâm sẽ cho anh chị xem cái khoang lái nè. Ghế lái các anh chị còn rất là đẹp gì ha. Odo chuẩn là 39.857 km, vô lăng Mayda tích hợp có ga tự động cruise control luôn. Màn hình giải trí các anh chị kết nối Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ nha. Đây điều hòa auto rồi anh chị, phanh tay điện tử nè, auto hold này. Phần trần thì xe anh này có biển vàng nhưng mà anh chủ đi giữ rất là kỹ luôn nha. Và tiếp theo cho anh chị xem qua cái máy nè. Xe bên Tâm thì sẽ cam kết cho anh chị là động cơ, khung gầm, keo chỉ cửa, máy số nguyên bản nguyên zin, hỗ trợ cho anh chị chết hãng theo yêu cầu. Và khi anh chị mua xe thì bên Tâm vẫn khuyến khích anh chị đưa vào chính hãng để mình kiểm tra xe để mình hiểu rõ được tình trạng lời và lịch sử xe hơn các anh chị. Ốc ác keo chỉ là nguyên bản nguyên zin hết nha. Đây, zin hết các anh chị. Má khung xương má về nè, nguyên bản hết nha. Đó, ốc máy cái gì chưa tháo mở một con máy nào. Với cái dòng Mitsubishi này thì anh chị bảo dưỡng cũng khá là hợp lý, với túi tiền như là tầm khoảng 1 triệu, 1,5 triệu là mình có thể là thay nhớt, lọc nhớt là thoải mái cái gì. Mitsubishi Xpander phiên bản Premium màu trắng nữa thì rất là hot luôn. Anh chị mà đang tìm kiếm dòng xe đi nước thì có thể tham khảo Tâm lấy chiếc này nha. Và hiện tại bên Tâm cũng còn một số dòng xe 7 chỗ như là Xpander đời 2019, 2020 này, rồi Toyota Veloz các anh chị 2022, có Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Kia Sedona nha. Và bên Tâm mới về một chiếc Sedona màu đen đời 2018 anh chị, máy dầu luôn. Anh chị mà quan tâm những chiếc đó thì cứ liên hệ Tâm đi, Tâm sẽ gửi hình ảnh xe và báo giá chi tiết cho các anh chị. Và hiện tại bên Tâm cũng cần thu mua rất là nhiều xe cũ lắp kho các anh chị. Anh chị mà đang có xe không có nhu cầu sử dụng nữa hoặc muốn lên đời đổi xe thì gửi cho Tâm vài tấm hình ảnh xe, đăng kiểm và cà vẹt thì bên Tâm sẽ định giá hỗ trợ miễn phí cho các anh chị nha. Hỗ trợ cho anh chị thu xe tận nơi này, hỗ trợ cho anh chị mọi thủ tục tất toán ngân hàng, hỗ trợ cho anh chị làm biển số định danh và thủ tục pháp lý giấy tờ luôn các anh chị. Nên anh chị có xe cần bán hoặc cần mua xe thì cứ liên hệ cho em Tâm, sẽ hỗ trợ cho anh chị tối đa. Rồi xin cảm ơn các anh chị.